Đấy, chỉ cần đơn giản như này là được một bộ hát luôn anh em nhé. Cực kỳ đơn giản. Nói chung là khi mà mình có chuyên môn và mình có kinh nghiệm ấy thì mọi việc nó trở nên rất là đơn giản. Đây một cấu hình mà đạt được rất là nhiều các cái tiêu chí. Ví dụ như là anh em muốn đồ Nhật nồi đồng cuối đá là có luôn. Hai nhân vật chính, cặp loa Nhật Diatone 700Z, hàng Nhật xịn, made in Japan. Cùng chiếc âm ly Đờ Nông 390 45 mã mặt vàng, cũng hàng Nhật xịn, điện 100V. Còn đương nhiên vang thì là hàng Trung Quốc rồi. Đấy. Cấu hình này thì nó rất là dễ để anh em chuyển đổi gọi là sang một bộ nghe nhạc. Khi anh em chỉ cần nghe nhạc thì anh em không cần vang nữa. Đấy, còn cái cấu hình em đang ghép cho các bác đây là các bác chuyển đổi là phục vụ để hát karaoke. Tuy nó không phải cực kỳ chuyên nghiệp nhưng mà hát gia đình là rất ổn. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem đôi loa trước nha. Một cặp loa của Nhật sản xuất ở thập niên 80, cuối thập niên 80. Nó khoảng rơi vào khoảng 30, hơn 30 năm rồi nhá. Anh em nhìn nó còn lại những cái gì đây. Phải nói là rất đẹp. Anh em nhìn qua camera, em thì thực tế nhìn và tay sờ vào này thì đánh giá khách quan là nó cực kỳ đẹp. Những người mà chưa chơi đổ bãi bao giờ thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi vì sao mà ba mấy năm mà nó còn đẹp như này. Thì bản thân anh em mà mới bắt đầu làm cũng vậy thôi, nhưng một thời gian làm thì nó quen, bởi vì nhiều yếu tố lắm. Sản phẩm của Nhật người ta bền, chất liệu nó làm tốt, và hai những cái đồ này thì là mới ở bên Nhật chuyển về, trước đây thì là người Nhật người ta sử dụng. Mà những cái đồ này thì toàn bày trong phòng khách, ý thức người ta tốt, xong rồi bày trong phòng nó rất là kín, khí hậu đấy, cho nên là hàng rất là đẹp. Đấy, nó đẹp nhá. Cặp này thì đương nhiên là zin cả gân, gân cũng zin nhá. Với dòng 700Z nói chung, nói riêng này ấy, thì cơ bản nó sẽ sử dụng gân zin, nó không bị hỏng đâu. Kể cả shop của các anh em khác thì cơ bản những dòng 700Z này nó cũng zin thôi, chứ không riêng thì shop em đâu, bởi vì tất cả anh em đều làm thương mại, chứ không thể nói là hàng của em đẹp hơn hàng của shop khác được. Đấy. Cũng có rất một lô nó về nó có rất nhiều 700Z. Đấy, mình chọn những cặp đẹp thì nó đẹp. Đấy, còn gân zin thì gần như 700Z, cặp nào gân zin thôi. Đây này. Đây là gân zin. Loa rất đẹp nhá. Ở những cái thập niên cuối 80 thì những cái thùng là nó sẽ làm Bombay rồi, người Nhật người ta sang cái gọi là cái gu, gọi là cái thiết kế kiểu thùng Bombay. Còn những năm đầu thập niên 80 thì thùng nó là thùng vuông. Đấy, kiểu như CSA7 các anh em nhỉ. Đấy, cặp loa rất đẹp. Quay đằng sau cho anh em nhìn nhé. Đây. Công suất tối đa là 200W một chiếc, chở hàng 6 ohm đấy. Tần số đây. Cái tần số 35 đến 32.000 Hz ấy thì là cái tần số để mà cái loa khi nó phát ra cái công suất tối ưu, là cái giải tần số nó đưa ra được đến cái mức độ đấy, 35 Hz đến 32.000 Hz. Còn quay cho anh em chiếc âm ly này. Đấy. Cặp loa thì cũng làm cặp loa cỏ thôi, còn đây là chiếc âm ly của Nhật 390 45 mã mặt vàng. Em này có mặt vàng, mặt đen. Đấy. Một chiếc âm ly cỏ, nhưng mà phải nói là rất là đẹp. Đấy, bật mí thêm cho các bác nhé. Với các bác là mà ghép vang với âm ly khi hát thì các bác lưu ý cho em là cho volume của âm ly nó cao. Còn cái này anh em có thể nhìn này, nó là music volume, tức là âm thanh của nhạc, thì anh em cho vừa vừa thôi. Đấy, một cái rất đơn giản như thế thôi.
Nhưng mà nhiều anh em không biết thì hát thì kể cả các bác hát mic xịn thì nó cũng không hay. Nhưng mà nếu em chỉnh như này thì các bác hát cái mic gọi là bình dân nghe nó vẫn hay, nó rất là nhẹ tiếng. Đấy. Cho này. Cho volume của âm đi to hơn nhé. Đấy. Hai cái này và cái này thì đều mức độ là cho to nhỏ của nhạc chung. Nhưng cái này thì nó cho to nhỏ luôn cả cái tiếng mic. Đấy, bởi vì mọi cái công suất là phải qua âm ly mà. Đấy, quay đằng sau cho anh em xem nhé. Điện là 100 xịn. 100 xịn luôn nhé, công suất 135W. Made in Japan. Với những cái em này thì anh em mình nghe những cái phòng khoảng tầm độ 25m, trên dưới 25m là rất là đạt. Với cái dòng vang này thì em rất hay ghép với cả âm ly bãi, bởi vì nó rất là hợp. Nó rất là hợp cho các bác ghép với cả âm ly bãi và loa bãi. Giá thành nó cũng vừa phải. Đấy. Tùy các bác, nếu mà các bác mà nghe nhạc các bác có thể bỏ khoa vang, anh em nghe âm ly không, còn nếu anh em nghe khoa vang cũng được. Bởi vì vang này thì nó có những cái kết nối mà anh em rất là hữu dụng với anh em. Ví dụ như kết nối Bluetooth, ví dụ như cổng quang, nó có giải mã mà. Con này nó có DAC, nó có giải mã, chuyển đổi tín hiệu, đấy, nó rất là tiện. Và thêm một cái nữa là có phần chỉnh music tone. Thì anh em hình dung nó gần như là một chiếc quai. Đương nhiên là nó sẽ không tiếng, nó không hay được như quai bãi. Đấy, nếu mà equalizer bãi thì nó độc lập thì đương nhiên là đồ bãi nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cái này thì về cơ bản cái music tone này nó cũng dạng như một cái chiếc quai. Đấy, cho nên là nó cũng sẽ chỉnh bát tép cho các bác rất tốt. Đấy. Thể hiện là cái gì? Thể hiện là ở ngay cái clip này đang quay cho các bác tép. Em đang để ở cái mức khoảng độ tầm 10 giờ đây. Nhưng mà tép em này lên rất tốt luôn. Cực kỳ đơn giản, tầm tiền hợp lý mà anh em vẫn có được cái chính là âm ly và loa đều là sản xuất tại Nhật, cực kỳ chất lượng, loa đẹp xuất sắc, nguyên zin 100% anh em nhé. Âm ly cũng vậy, nguyên zin và cực kỳ đẹp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ theo số máy 0983698887 nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác.